Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là sự thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin của thời đại số đã biến các trang mạng xã hội trở thành công cụ để nhiều đối tượng lợi dụng tuyên truyền mê tín dị đoan. Vậy thì vấn nạn này đang có diễn biến ra sao và gây sai lệch như thế nào về văn hóa, tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc? Kính mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của bản tin An Vien 24 giờ. Gõ từ khóa xem bói online vào Google tiếng Việt trong 0,2 giây đã có hơn 4,2 triệu kết quả được đưa ra. Và đây mới chỉ là phép thử dễ nhất. Cũng gõ từ khóa tương tự vào mạng xã hội Facebook cũng dễ dàng cho ra hàng nghìn group chuyên để phục vụ nhu cầu tìm hiểu tương lai, số mệnh của những người có nhu cầu với chi phí từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu đồng cho mỗi lượt xem. Và chẳng ai biết chất lượng hay trình độ của những thầy bói online này ra sao. Chúng tôi tiếp xúc rất nhiều những người như vậy, làm nghề thầy cúng, thì làm trang mạng. Thì hỏi họ thì họ không phải là người nghiên cứu, họ học theo nhau và học được một số bài ở trên mạng để câu like hoặc là thậm chí để lợi dụng những người mà tin, mà nghe. Rõ ràng cái đó là truyền bá mê tín dị đoan. Trong thời đại số, khi dịch vụ nào cũng online thì nhu cầu tâm linh cũng bị đưa lên nền tảng trực tuyến. Trên mạng xã hội, rất nhiều tài khoản đã đăng tải các nội dung về vận hạn năm mới, xem tử vi, xem bói, bán bùa cầu duyên, dâng sao giải hạn. Và khi mà nhiều người đặt câu hỏi về trình độ hay chất lượng của những thầy bói tự xưng này, thì đây là câu trả lời của một trong số đó. Ôi dồi, bây giờ lên mạng toàn thầy bói online, thầy TikTok, xã hội bây giờ loạn. Tôi nói thẳng, những người có suy nghĩ như thế là những người chậm tiến. Cả một thị trường tâm linh biến tướng phủ đầy trên các trang mạng xã hội. Và chắc chắn đây không phải là phong tục hay tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc. Dương sao giải hàn này rồi cầu hôn cầu vía, cái đó là không có chủ trương ở trong Phật giáo. Nhân định thắng thiên và đức năng thắng số, cái quyết định của người ta có thể thắng được cái vận mệnh, cái thiên mệnh. Còn cái đạo đức người ta đấy thắng được cả số phận. Nếu không tỉnh táo, việc trở thành nạn nhân của những lời hù dọa về vận hạn trong năm mới của các đối tượng tự xưng là cô, cậu hay thầy trên mạng là không tránh khỏi. Nên nhớ, niềm tin tín ngưỡng được thể hiện qua những lễ nghi gắn với phong tục tập quán truyền thống, giúp mỗi người an tâm, vững tin hơn trong công việc, cuộc sống, chứ không phải là nơi bám víu, cầu may.